cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang FSB Alexander Bonikov đã thông báo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc bắt giữ 11 cá nhân liên quan đến vụ tấn công tại tòa thị chính Krokus ở thị trấn Krasnogov, ngoại ô Moscow, theo ông, trong số những người bị bắt giữ có 4 kẻ tấn công trực tiếp liên quan đến vụ xả súng, chúng bị giam giữ cách nhau vài giờ ở vùng Brian. Sau khi những kẻ tấn công tại tòa thị chính Crocus bị bắt, một trong số chúng thừa nhận đã đồng ý thực hiện vụ tấn công vì tiền và cho biết hắn nhận lời với giá 500.000 rup. Theo FSB, những kẻ tấn công đã lên kế hoạch trước cho vụ tấn công vào tòa thị chính Crocus sau vụ tấn công, bọn tội phạm có ý định vượt biên giới giữa Nga và Ukraine vì chúng có liên hệ với phía Ukraine. Tuy nhiên, bọn tội phạm không đến được biên giới với Ukraine và bị chặn lại trên đường đi ở vùng Brian. Hãng tin Sputnik đã công bố một video cho thấy nghi phạm tên là Samusdin Farisdum, sinh năm 1998 đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và nhập cảnh vào Nga từ ngày 4 tháng 3. Nghi phạm khai rằng cách đây một tháng, anh ta đã được một người giấu tên liên lạc qua Telegram và sau đó cung cấp vũ khí. Nghi phạm cũng thừa nhận rằng những người phụ trách đã chỉ thị cho anh ta giết tất cả những người trong phòng hòa nhạc. Những người phụ trách đã hứa sẽ trả cho nghi phạm 500.000 rúp, tương đương với 5.400 đô la Mỹ nếu thực hiện vụ tấn công ở Moscow, nhưng sau đó chỉ chuyển vào tài khoản của nghi phạm nửa số tiền ở trên. Mặc dù vậy, nghi phạm cho biết mức tiền được hứa hiện đã lên tới khoảng 1 triệu rup, tương đương với 10.800 đô la Mỹ. Những người quản lý Telegram đã giao cho người đàn ông một nhiệm vụ và chuyển một nửa số tiền vào thẻ của anh ta. Người này được cung cấp vũ khí và được huấn luyện trong một tháng. Nghi phạm cũng khai rằng anh ta đã đánh rơi thẻ ngân hàng trong quá trình chạy vào rừng để trốn tránh sự tìm kiếm của cảnh sát. Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby hôm 22 tháng 3 cho biết hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine hay người Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall ở Tây Bắc Moscow, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 nạn nhân khác bị thương. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhailo Polodiak cũng phủ nhận Kiev có liên quan đến sự việc. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó đặt câu hỏi các quan chức ở Washington dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận giữa thảm kịch về sự vô tội của ai đó? Bà Zakharova nhấn mạnh, nếu Mỹ có thông tin, họ nên chia sẻ và ngược lại, họ không nên phát biểu như vậy nếu không có bằng chứng. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra một trong những vụ tấn công thảm sát đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ. Một quan chức Mỹ xin giấu tên tiết lộ Washington có thông tin tình báo khẳng định IS đứng sau sự cố. Người này lưu ý trong những tuần gần đây, Mỹ cũng đã cảnh báo Nga về khả năng xảy ra tấn công. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Dmitry Medvedev tuyên bố, Moscow cần phải truy lùng và trừng phạt không thương tiếc những kẻ tổ chức cũng như trực tiếp gây ra vụ xả súng thảm sát ở Crocus City Hall. Ông Medvedev viết trên kênh Telegram, những kẻ khủng bố phải hiểu rằng sẽ chỉ có sự khủng khiếp đáp lại, không có phiên tòa hay cuộc điều tra nào giúp ích nếu vũ lực không được đáp lại bằng vũ lực và những trường hợp thiệt mạng được đáp trả bằng việc hành quyết những kẻ khủng bố và trừng phạt gia đình chúng. Cựu Tổng thống Nga cũng cảnh báo Moscow sẽ trả đổ nghiêm khắc nếu chính phủ Ukraine bị phát hiện dính liễu đến vụ việc. Theo đài RT, vụ xả súng xảy ra tối 22 tháng 3 tại trung tâm Krokos City Hall ở Krasnogorsk, một vùng ngoại ô Tây Bắc Moscow. Trong khi đó, một đoạn video lan truyền trên mạng đã ghi được cảnh các tay súng tiến vào bên trong tòa nhà Krokus City Hall. Trong một đoạn video ngắn khác dường như được quay từ điện thoại cá nhân với chất lượng thấp, một số người đang cúi thấp và cố gắng chạy trốn giữa tiếng súng vang lên không ngừng. Một đoạn video do nhân chứng quay gần cây cầu dành cho người đi bộ bắt qua sông Moscow ở khu vực lân cận hiện trường cho thấy hàng chục người đang hoảng loạn bỏ chạy. Sau khi nhắm bắn đám đông, những kẻ tấn công dường như cũng kích nổ bên trong tòa nhà, khiến tổ hợp Rokos City Hall chìm trong biển lửa. Một số lượng lớn cảnh sát, các nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường. Hiện hỏa hoạn đã được khống chế. Nhà chức trách Nga coi đây là một vụ tấn công khủng bố. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cũng lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra một trong những vụ tấn công thảm sát đẫm máu nhất ở Nga trong nhiều thập kỷ. Thị trưởng Moscow Sergei Sozhanin vừa ra lệnh hủy bỏ tất cả các sự kiện lớn ở thủ đô Nga vào cuối tuần này. Theo cơ quan chức năng Nga, ít nhất 60 người đã thiệt mạng khi một nhóm tay súng gồm ít nhất 5 người xông vào tấn công crocus City Hall tối thứ Sáu. Nhóm này được cho là đã châm lửa phóng hỏa tòa nhà, trong khi các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các thi thể và cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm. Người phát ngôn của Ủy ban điều tra Svetlana Petrenko cho biết các chuyên gia pháp y đang thu thập bằng chứng vật lý và trích xuất camera an ninh. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại sự kiện của ban nhạc picnic ở nhà hát Rokos City Hall ở Moscow mới đây, nhiều video đã được những nhân chứng đăng lên mạng xã hội tối hôm 22 tháng 3. Những kẻ tấn công được cho là đã đốt tòa nhà, trong khi các nhân chứng cũng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ bên trong trung tâm thương mại. Âm thanh được nghe thấy trong một video ngay sau khi vụ nổ súng bắt đầu. Họ đốt hội trường, họ đốt hội trường. Họ đang dùng súng trường tấn công. Một người đàn ông cho biết những kẻ tấn công đã xông vào phòng hòa nhạc và ngay lập tức nổ súng vào những hàng ghế đầu tiên chật kín người. Những người bên trong cố gắng trốn thoát nhưng những kẻ tấn công đã chặn các hành lang của tòa nhà. Một cô gái đau khổ khác kể lại rằng khi vụ nổ súng bắt đầu, cô nhìn thấy mọi người bỏ chạy, theo sau là những kẻ tấn công. Tôi chạy vào phòng tắm, một vụ dẫm đạp bắt đầu từ đó. Nó thật khủng khiếp, ở đó rất đáng sợ. Trên thực tế, không thể nhìn thấy gì bên trong vì khói. Rokos City là một trung tâm mua sắm và địa điểm âm nhạc lớn ở phía tây bắc thủ đô Nga. Ước tính khoảng hơn 6.000 người có mặt tại nhà hát Rokos City Hall khi buổi hòa nhạc của ban nhạc Rock Picnic đã bán hết vé. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, ngoài ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công, đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đang hoạt động khẩn trương để sơ tán người dân và khống chế ngọn lửa. Cơ quan này cho biết, khoảng 13.000 mét vuông của tòa nhà 7 tầng, khoảng 1/3 toàn bộ diện tích sàn đã bị ngọn lửa nhấn chìm. Trực thăng đã thả khoảng 160 tấn nước xuống tòa nhà để dập lửa. Các cơ quan chức năng Nga cũng đã mở ngay một cuộc điều tra về vụ việc ngay sau khi vụ việc xảy ra cộng đồng thế giới đã đồng loạt lên án trong một tuyên bố người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc ông Stefan Duraric cho biết tổng thư ký liên hiệp quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công khủng bố bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất trước đó đích thân ông Guterres cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân người dân và chính phủ nga mỹ liên minh châu âu eu và nhiều nước châu âu cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại moscow Nhà trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby nói: "Tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này, những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem." Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni lên án vụ tấn công khủng bố bằng những ngôn từ mạnh mẽ và cho rằng hành động hạ hà sát người dân vô tội ở Moscow là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, một số nước châu Mỹ như Mexico, Argentina, Brazil, Chile, Colombia và Bolivia bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nga. Bộ ngoại giao Argentina cũng ra thông cáo phản đối vụ tấn công khủng bố tại trung tâm Recoleta City Hall, thông cáo nhấn mạnh Argentina lên án mạnh mẽ và phản đối vụ tấn công khủng bố, đồng thời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân. Trên mạng xã hội X, bộ ngoại giao Mexico, SRE nêu rõ nước này cực lực phản đối mọi hành động bạo lực nhằm vào người dân vô tội, tuyên bố nêu rõ vụ tấn công là hành động khủng bố mang rợ. Mexico muốn thể hiện tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ Nga. Chính phủ Brazil và Chile cũng cực lực lên án vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân ở Nga. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết trong số các nạn nhân không có công dân nước này. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cầu mong hòa bình cho các dân tộc Slav và cho thế giới. Tổng thống Bolivia, Luis Arce, bày tỏ tình đoàn kết và chia buồn với tổng thống Nga Vladimir Putin, người dân Nga và gia đình các nạn nhân. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng phản đối vụ tấn công thảm khốc. Theo tờ New York Times của Mỹ, trước đó các quan chức khủng bố của nước này đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tại Nga. Từ tháng 3, Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo nói rằng nhà nước hồi giáo Khorasan, còn gọi là ISISK, một chi nhánh của nhóm có trụ sở tại Afghanistan đã hoạt động tại nga trong thời gian qua và lên kế hoạch tấn công ở nước này ngoài cảnh báo công khai các quan chức tình báo mỹ cũng đã thông báo riêng với giới chức nga về một cuộc tấn công tiềm tàng có thể xảy ra